Cái tên Adele của hội chứng cuồng yêu này không liên quan gì đến cô ca sĩ Adele, mà nó liên quan đến cuộc đời đầy bi kịch của một nhân vật có thật trong lịch sử, Adele Hugo, con gái của nhà văn Pháp Victor Hugo. Xin chào các bạn đang dừng chân tại trạm khám phá của trạm review sách. Cùng xem hôm nay chúng mình sẽ mang tới cho các bạn thông tin thú vị gì nào. Hội chứng ám ảnh tình yêu Adele được giới nghiên cứu xếp vào một trong 10 căn bệnh tâm lý huyền bí và khó chữa nhất hiện nay. Hội chứng này vô cùng nguy hiểm bởi nó có thể biến một con người đang lạc quan, yêu đời trở thành một cái điên loạn, mất trí, mù quáng vì một tình yêu không được hồi đáp. Hội chứng này được biết đến nhiều hơn dưới cái tên hội chứng cuồng yêu. Có lẽ bạn đang tự hỏi, hội chứng này có liên quan gì đến Adele, họa mi nước Anh nổi tiếng với những bản tình ca say dứt khôn nguôi và những mối tình không trọn vẹn. Thật ra, cái tên Adele của hội chứng cuồng yêu này không liên quan gì đến cô ca sĩ Adele, mà nó liên quan đến cuộc đời đầy bi kịch của một nhân vật có thật trong lịch sử, Adele Hugo, con gái của nhà văn Pháp Victor Hugo. Nhắc đến Adele Hugo, người đương thời thường ưu ái dành cho cô những mỹ từ ấn tượng nhất bởi cô không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn vô cùng tài năng. Năm 16 tuổi, Adele gặp gỡ và nhanh chóng rơi vào bể tình với một vị thiếu tá mang tên Albert Andrew Benson. Benson là một quân nhân tuy đã có tuổi nhưng lại vô cùng lịch lãm và thu hút phái nữ. Vì đặc thù công việc, Benson luôn phải nhận lệnh luân chuyển công tác đến nhiều nơi. Bên cạnh việc thuyên chuyển công tác liên tục của người tình, Adele cũng vướng phải rào cản ngăn cấm từ phía gia đình. Trong khi tình cảm bên phía Benson phai nhạt dần thì cô gái trẻ Adele vẫn không ngừng cuồng si anh. Đây chính là lý do khiến Adele bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm lý. Cô bỏ ăn, bỏ quên luôn cả việc chăm sóc bản thân, duy trì có nỗi ám ảnh nặng nề về chàng thiếu tá ấy thì ngày càng nhiều thêm. Tưởng đâu với gia thế danh giá cùng vẻ ngoài quyến rũ thì Adele sẽ có một cuộc sống vô cùng viên mãn mà nhiều người khao khát. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn khi cô đã phải dành cả quãng đời còn lại của mình trong nhà thương điên. Người mắc hội chứng ám ảnh tình yêu Adele thường suy nghĩ quá nhiều về đối phương, luôn lo sợ bị phản bội. Họ cũng là những kẻ có tính chiếm hữu cao, họ thường xuyên tỏ ra ghen tuông quá mức khi người yêu trò chuyện với ai khác không phải là mình. Nếu như đang trong mối quan hệ yêu đương với ai đó, những người mắc hội chứng Adele sẽ không chừa cho đối phương một thời gian cá nhân nào, lâu dần sẽ dễ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, dẫn đến những rạn nứt tình cảm không thể vãn hồi. Các chuyên gia tâm lý đã xác định hội chứng Adele nằm trong top 10 hội chứng rối loạn tâm lý bí ẩn mà não bộ con người có khả năng mắc phải. Căn bệnh tưởng như đơn giản nhưng nó lại có thể gây ra rất nhiều hậu quả nguy hiểm nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trên đây là những chia sẻ của Trạm về một trong những hội chứng tâm lý huyền bí nhất. Trạm khám phá xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Đừng quên nhấn like cũng như subscribe để ủng hộ chúng mình nha.